Nghệ sĩ Ngọc Huyền bị trộm vào nhà, trước khi trộm đồ còn vái lại tượng Phật. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã đặc biệt chia sẻ về một trường hợp hy hữu trong làng ăn trộm. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tên trộm lẻn vào nhà cô để lấy đi rất nhiều thứ, trong đó có cả đồ dùng để nấu ăn. Nhưng đáng nói trước khi hành động, tên trộm đã quyết định bái lại bàn thờ nhà nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Hành động của tên ăn trộm này đã khiến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền được fan dở khóc dở cười. Trên trang cá nhân cô viết, tên trộm lẻn vào nhà tôi trong mùa dịch nhưng vẫn còn biết lạy Phật trước khi trộm đồ đem đi. Thật đúng với câu, có thờ có thiên, có kiên có lành, thế nên trước khi làm việc gì, chúng ta cũng nên ngó trước ngó sau, ngó trên ngó dưới, ngó từ tâm ngó ra. Chốt lại là làm việc gì cũng phải cẩn thận, kể cả ăn trộm. Dưới bình luận, một số người tò mò đoán đây chắc là nhà của nghệ sĩ Ngọc Huyền tại Việt Nam bị trộm lẻn vào vì thấy tên trộm này mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Khán giả không nhịn được cười trước hành động của tên trộm. Nhiều người còn trêu đùa, có lẽ nhân vật này cũng biết sợ nên mới xin phép trước khi lấy đồ đi. Cư dân mạng cũng lo lắng cho gia đình Ngọc Huyền trước hành vi manh động của kẻ gian. Có thể thấy trong video, người này không những lấy đồ trên bàn thờ mà còn lục lọi quanh nhà cửa. Một số bình luận của dân mạng, chắc nó lấy về thờ, thấy cũng lựa lắm nghen. Thật hả chị, gia đình chị ai có sao không, người bình an là lại trời đất. Hình như nhà ở Việt Nam phải không chị? Vào nhà nổi tiếng mà không lấy vàng bạc kim tiền gì hết, chứng tỏ thằng này chỉ lấy đồ đồng bán ve chai thôi. Hiện tại, nghệ sĩ Ngọc Huyền chưa tiết lộ bị trộm vào nhà ở Mỹ hay Việt Nam. Nữ nghệ sĩ không có chia sẻ thêm về việc mất những tài sản gì. Ngọc Huyền là nghệ sĩ cải lương rất nổi tiếng ở Việt Nam. Hiện nay cô đang định cư cùng gia đình tại Mỹ. Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của bản thân tại xứ cờ hoa. Kim Tiểu Long trong một lần đến chơi nhà Ngọc Huyền tại Mỹ đã trầm trồ không ngớt. Nữ ca sĩ sống trong một căn nhà lớn, nội thất tiện nghi và trang trí rất đẹp mắt theo phong cách Việt Nam. Nhà này đắt tiền lắm, nằm trong khu nhà ở cao cấp, giá cả triệu đô la, quá trời nhà đẹp. Một căn nhà ở đây rẻ nhất cũng phải trên 2 triệu đô, gần biển mà. Trời ơi, nhà gì đâu mà đẹp thế này, từ trên xuống dưới quá trời phòng. Căn nhà này giá phải hơn 2 triệu đô, anh nói. Ngọc Huyền với hình ảnh má lúm đồng tiền và giọng ca cải lương ngọt ngào duyên dáng, từng chinh phục giới mộ điệu cải lương khắp trong và ngoài nước. Còn ngoài đời, chị cũng là người phụ nữ như bao người nội trợ khác. Nữ nghệ sĩ bảo thành tựu lớn nhất của chị đến nay là một mái ấm hạnh phúc bên chồng sĩ quan và hai con. Kết hôn gần 20 năm, Ngọc Huyền tự hào vì cả hai vợ chồng đến nay vẫn dành cho nhau sự yêu thương, trân trọng như thời son trẻ. Ông xã Ngọc Huyền dù không theo nghệ thuật nhưng lớn lên trong âm nhạc khi có mẹ ruột là danh ca Thanh Tuyền. Cũng vì thế, anh có sự thấu hiểu nghề nghiệp và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ hết mình. Mỗi lần Ngọc Huyền lưu diễn xa, anh thay vợ quán xuyến nội trợ, chăm lo cho hai con đang tuổi trưởng thành. Nghệ sĩ Ngọc Huyền có một cô con gái tên là Hà Tiên. Ái nữ thường xuất hiện trong các video của mẹ và gây thương nhớ với ngoại hình xinh ngất ngây. Có thể thấy, Hà Tiên thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Cô bé có gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt sáng, lúm đồng tiền duyên dáng, đốn tim khán giả mỗi khi cười. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, ái nữ nhà Ngọc Huyền còn có tài năng nghệ thuật. Từ nhỏ, Hà Tiên đã chơi được piano và biết sáng tác. Hà Tiên được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Tôi rất mừng khi bé nói, đọc và hát tiếng Việt tốt và đam mê nghệ thuật truyền thống. Hà Tiên hát cải lương cũng hay, Ngọc Huyền nhắc về con gái. Thông tin nhà nghệ sĩ Ngọc Huyền bị trộm đột nhập vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Mọi người thở phào khi các thành viên không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Khán giả cũng nhắc nhở nhau cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước kẻ gian.